Xin chào tất cả các bạn. Bệnh lý về thoát vị đây gây ra những cơn đau rất khó chịu từ vùng lưng. Vì thoát vị cột sống thắt lưng sẽ làm lan dọc xuống chân và vùng cổ vai gáy sẽ làm lan ra vai cánh tay. Và hôm nay tôi hướng dẫn các bạn một số động tác về thoát vị vùng thắt lưng giúp cho các cơn đau của bạn sẽ được giảm đi. Và động tác này có thể tập luyện tại nhà luôn. Động tác thứ nhất, co chân, ép thẳng hai lòng bàn tay đan vào nhau, ép xuống bụng, chân còn lại để thẳng, mỏi bạn bỏ ra vào đầu chân, động tác này có thể làm liên tục từ 15 đến 20 lần. Và động tác tiếp theo là có hai chân thẳng một góc 90 độ, hai tay đan vào nhau, ép sát xuống bụng. Động tác này có thể làm từ 15 đến 20 lần. Và động tác tiếp theo đó là động tác chân bằng lưng nguyên, lưng ép thẳng, cong lưng mở ngực lên. Động tác này có thể làm liên tục từ 15 đến 20 lần. Một động tác tiếp theo nữa vẫn là tư thế như này, co hai chân thẳng lên, hai chân đạp trên không nhiều, đạp tạo thành một vòng tròn. Đến khi mỏi có thể nghỉ và thả chân. Động tác tiếp theo, chân duỗi thẳng, hai ép vào nhau co lên, tay đối diện đẩy lực sang và chân đẩy sang đối diện, mỏi thì đổi chân. Động tác tiếp theo nữa, co hai chân thẳng lên, hai tay chống thẳng, ngực hướng và đầu ngửa. Động tác này có thể là từ 15 đến 20 lần. Mỏi thả ra và tiếp tục làm lại. Động tác theo là động tác tư thế quỳ 4 điểm. Hai đầu gối quỳ thẳng, tay chống thẳng, lưng ưỡn hết cơ để các khe lỗ liên hợp mở ra, mỏi hạ xuống. Và động tác này cũng làm từ 15 đến 20 lần. Động tác tiếp theo vẫn để nguyên tư thế bốn tư thế bốn điểm, hai tay chống thẳng ở phía trước, chân đối diện với thẳng ra, giữ tư thế này trong tầm từ 15 đến 20 giây, sau đó hạ xuống đổi chân. Đây là một số động tác giúp cho bạn tập luyện tại nhà và hỗ trợ với thoát vị đây. Một ngày có thể tập từ 3 đến 23 lần động tác này, sáng, trưa, tối hoặc sáng, trưa và trước khi đi ngủ, sẽ hỗ trợ cho các bạn giảm cơn đau khó chịu ở vùng lưng và tê xuống tay chân. Cảm ơn.